Ui chạy nhanh thế. Wow, hôm nay tôi sẽ xem clip của một thanh niên bắn phai phai cực kỳ đẳng cấp mà xem xong được phải ảo lòi mắt luôn. Wow, đây là slow lại nè. Ui. Really? Ai tin được không? Ai tin được không? Ai tin được không? Không. Edit quá đẳng cấp. Bay tới đấm xem các bạn, dám tông tao, đâm đấm bay lên. Ui rồi. Quá đẳng cấp mọi người ơi. Đây là một clip bắn dùng hành động này. Ây ui. Ghê quá các bạn. Các bạn biết cái đoạn clip này là nó giống ai không? Nó giống với BLN mà ngày xưa mà gọi là BLN BBD gì đó mà bắn gọi là edit ảo ảo anh em. Cái này toàn là edit nha anh em. Rồi cánh cửa thần kỳ của Doraemon. Đây là cái hình logo của kênh bạn ấy nha. Kênh bạn ấy tên là TGRNRRZF gì đó. Đây là một clip bắn bắn tiếp các bạn. Bên kia nhấp nhấp nhìn ảo quá ha. Wow, ghê vậy. Biến thành hồn ma các bạn. Mất cái đầu rồi các bạn ơi. Hồi sinh. Cái này là giống với clip của BLD này. Đó. Chắc giống luôn. Ây. Clip này bạn ấy ghi là Bangladesh top 1 V Squad. Tức là bạn ấy đang chơi server Bangladesh nha các bạn. Ui rồi. Ui ảo vậy các bạn. Ui, cái này là cái thức gì đây nè. Ui rồi. Như coi phim hành động vậy. Wow. Ui. What? Cái gì vậy mọi người? Tiếp tục đến với một clip đang đi trên đường rất là bình thường. Ui, xe biến thành robot luôn này. Wow. Mình không hiểu làm sao để edit như vậy đúng không? Làm gì đây? Ui! Boss này hơi lạ nha anh em. Boss này hơi lạ nha anh em. Ui chạy nhanh thế. Ở trong clip này mình mới nhìn kỹ là những cái hòm với những cái kia thì nó là ghép nha các bạn. Mình biết là nó ghép rồi nhưng mà bây giờ nhìn nó mới nhìn kỹ nha các bạn. Nó quá ngầu luôn. Ê, con chó nó bắn chết chủ nhân của nó kìa. What? Edit được những clip này rất là chất lượng nha các bạn. Clip của những người này edit rất là chất lượng nha mọi người. Coi rất là cuốn luôn. Đây slow đá banh cái kiểu các bạn. Ui. Ui, đá của banh qua bên kia cái chết đúng không anh em? Ui. Đập đầu lại đây chết luôn không? Thiệt luôn ạ. Như những gì mình đoán luôn. Ôi ôi, Naruto. Quái. Đây là một clip gì đây ta? Không đoán được. Những cái edit này nó có ảo rồi các bạn. Ui, biến thành robot to hơn luôn nè. Ui. Rồi té xuống dưới rồi bay lên lại luôn. Rồi đánh cầu lông các bạn, hết đá banh để đánh cầu lông các bạn ơi. Một cái cầu lông dai vậy ba. Ui, cái này thì không bị chết lại rồi, tại vì khá là ok. Lượm cái cầu lại không? Và hình như là clip của bạn này đến đây. Nói chung là còn khá là nhiều clip các bạn, nếu muốn coi thì coi ở trong trên đầu của bạn đó nhé. Mình là Giao Du. Còn ai muốn xem những clip chất lượng như vậy thì hãy coi bạn ấy nhé. Cảm ơn các bạn xem clip, nhớ bấm like, subscribe nhé.